sữa, cái quán sữa với quần áo đâu mà ngoài trung cấp hầu như là 100%, không phải mua mấy đó. Em đi đi. Thế nói đấy là còn là chú là còn làm ra tiền, nó nói thật mà để kiếm tiền mà được kiếm như chú ở cái nước này nói thật là cũng chỉ đếm đầu ngón tay thôi để làm mà kiếm ra tiền mà ngang như thế. Nếu mà tính lương ra thì nếu mà đếm trên đầu ngón tay được một vài người thôi chứ không phải là nhiều người đâu. Tại vì tất bây giờ các ông nhà công nhân đấy như anh mấy thằng đồng làm những như việc gì kia 9-10 nhưng mà 1 triệu một tháng 12 triệu phục vụ tăng ca bây giờ làm được đấy. Lấy đâu ra? Anh ấy thằng đồng hào con nhớ 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 chứ mà con mình thân mà con mình như vậy. Bây giờ trước là 1.000 bảo là nhà làm cơ khí mà cơ khí thì tay là các người đấy à? Yên à? Thế anh cái này yên thấy yên thì tay đến thì tôi nói tay là ăn còn cả làm hồ chơi bời khá tay này không chơi bời đâu nhưng mà làm ở nhà thì chắc chịu được chứ nhớ có chuyện chắc có việc làm về đi làm đi nhà thì cứ nhanh nhang mãi vợ đi làm nhưng bất quá về được đồng nào chi hết cái bầu chồng lên anh phải đi làm kiếm tiền hộ em thì được cam trải cho mình không tại rồi tức là phải đi làm hai vợ chồng đi làm như bây giờ thì thời Covid này thì vợ thì làm ngay trên chợ ơn này lương hơn 4 triệu một tháng 4-5 triệu còn tăng tháng tăng đang 5-4 triệu chồng làm như việc gì đợt này Covid tôi ra được mấy tháng đỏ phá bây giờ cứ 3 ngày nó bắt hết Covid một lần thế thôi mỗi ngày nó hơn 200 nghìn thế là cũng bỏ đấy. Bây giờ về lại đi làm thuê bên ra ở nhà để ông ấy cứ loại ra một người hai vợ chồng đi làm từ ngày xưa đến giờ con cái là lớn chút không gọi là chả không gọi ra chú nào luôn ngày em đây mỗi năm ông chú đấy đấy hắn hắn còn chưa nhà chưa cửa gì vẫn cái nhà ở cái nhà ngày xưa mà làm cho chưa động chạm chưa làm cái gì nữa chưa làm một công việc gì cả mà bây giờ đấy hai vợ chồng làm chỉ mỗi người còn mỗi người còn. Đây nhà em hai vợ chồng đi làm thôi. Năm bỏ ra được bao tiền đâu? Chơi được có 10 triệu tiền đầu tháng thì 120 triệu. Hai vợ chồng chú là mỗi năm là có thế là không có dư ra được. Chắc chắn là chú sẽ bỏ ra được cái tiền của cuối năm. Bỏ ra được năm là chú sẽ bỏ ra được. Và dư nó khoảng chú hai vợ chồng chú như tiết kiệm mỗi năm chú bỏ ra tầm 140-150 ở cái đất này nó chưa có ai làm được cái việc đấy đâu. Đất này chưa có ai gì thật nhận. Nhưng mà nếu biết tận dụng một phát huy mà mình thích nghĩ và mình phát huy mình tính toán tốt ở cái chỗ ô vốn đấy mà mình có lại là cũng sẽ sớm được nghỉ ngơi thôi. Nhưng với điều kiện là tính toán này hợp lý nó sẽ sớm được nghỉ ngơi. Cái nghỉ ngơi này thì nó không phải là ai đã muốn nghỉ nhưng mà nó phải căn cứ vào nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất là ví dụ như con cái nó phải tương đối lớn hòa hòa. Cái hai nữa là cái nhà của mình thì không to hay không nhỏ như với mình mà với gia đình với con cái với vợ với con nó sử dụng nghĩa là quý là cái nhà ở đầu tiên. Thế xong bên cạnh đó thì có đồng ra đồng vào tích cóp sau này như lúc mình nghĩ là mình kia lúc sau mình đặt sau này phòng thân con cái lớn cái thứ thì tính nhiều yếu tố kia những cái cuộc sống nó có những cái biến cố gì nó lớn xảy ra mình còn có cái chống mình chống đỡ gì chồng và ai hiểu không? Nó nhiều vấn đề thì mình muốn nghĩ được chứ chứ bảo bây giờ vậy tôi chả làm nữa tôi cứ ở nhà thôi tôi cứ ở nhà mỗi là tháng chỉ cứ bao nhiêu tiền con cái lớn hàng ngày tôi những lúc mà ốm đau để có cái biến cố trong cuộc sống nó xảy ra thì mình chạy lên mời chạy nhà luôn. Với cái mức thu nhập này là mình có cái căn cứ để mình phấn đấu với hai cái mình thì mình sẽ có cái cách thức để mình tính toán để giờ mình bước bước hàng ngày. Năm mai 17 đây lấy vợ xong phải nghỉ luôn không nhà xuống đi buôn rồi năm đầu năm đấy cũng nên thua trái bắt đầu năm sau bắt đầu mơ phải làm nhà một quan niệm một điện
Thế hình ở trong này nó tưởng là bạn nó cứ lao vào video. Chim là chim, người rất cần con này phải nói là người